Mất chờ cả nhà mình nè. Đây là cái gốc xanh hôm bữa cái bầy ong ruồi nó về nó ở nè cả nhà mình. Mà mấy bữa nay mất đi làm, hôm qua mới không có ở nhà. Thế là kiếm vàng rồi kiếm lửa nữa. Nó bò lên nó cắn nó ha ong đi, ong nó bay nó la quá trời luôn. Cái chị của mớp á lấy tro nè, tro bếp á, đắp như vậy cho kiến nó đừng có lên. Mà cũng không được. Ở trên á thì chị lấy cái miếng vải á cột lại rồi hoa một ít dầu nhớt. Mà vẫn không ăn thua gì với tụi nó luôn. Tại vì nó đi theo mấy cái lẩu này nè cả nhà. Cái đường cây xanh á nó xuống ha. Rồi nó quậy cái tổ ong nè. Tổ ong bữa hôm bữa nó đông á. Nó làm được mấy bể gì luôn nè. Mà bị kiến. Kiến vàng với kiến lửa nữa. Nó vô nó quậy quá rồi ong nó bỏ nó đi luôn. Mớp cũng định là không có quay lại đâu. Mà sáng nay á, hôm qua thì hay một cái tin buồn vậy á. Mà sáng nay ra thấy một cái điều rất là bất ngờ. Là nó vẫn còn trú ngụ ở trong cái khu vực nhà mớp mà ở một cái cây khác ha. Rất tiếc là nó chỉ làm được ba cái như này nè. Kiến quá trời luôn, chị của mớp mới gỡ cái bè đụng đỉnh này nè. Như cái hân này nè. Cây đụng đỉnh mới trong cả nhà. Thì lúc trước là nó là cây đụng đỉnh á, vỏ đụng đỉnh nè. Gỡ ra xem thế nào. Kiến rất là nhiều kiến luôn. Hiện tại bây giờ vẫn còn kiến nè. Bây giờ để mớp đi quay ra ngoài kia xem cho cả nhà mình cùng xem cái tổ ong ruồi nó trú ngụ ở đâu ha. Cũng rất là gần ở đây luôn. Rất là bất ngờ là nó không đi hẳn mà nó vẫn còn ở trong khu vực của khu vực đất nhà mớp ha. Cái này là hẹ nè cả nhà. Quá trời mừng luôn. Quay đây là cái ao nhỏ nhỏ nhà mớp. Cái đám sen này cả nhà. Đây cái cây này là cây tràm. Tràm hoa vàng. Đây này cả nhà ơi. Để mớp gom gom một xíu xíu. Dễ thương quá trời. Nó vẫn chưa đi. Nó không dám nói lớn tiếng, nó sợ đánh động cho nó là nó lại đi tiếp đó cả nhà. Ông này cũng rất là hiền luôn á. Bị mấy con kiến vàng rồi kiến lửa nó lên nó phá quá. Chịu không nổi bỏ đi. Chị cũng mớp á, cũng đã dùng hết mọi cách rồi. Nhưng mà cái cây này mình có thể là mình ngừa được nè. Chỗ này cũng có kiến vàng á. Tại vì nó làm như thế này á, mình lấy vải mình nhúng dầu nhớt á, dầu hôi mình cột hai đầu cây đi là kiến nó sẽ không qua được. Mừng quá nó vẫn còn cả nhà ơi. Mà công sức mấy bữa nay á, nó làm cái tổ vậy á mà phải bỏ đi tại mấy kiến quậy quá. Làm ở ngoài trống này mình quay được luôn nè. Hôm bữa là chui vô cái cây đụng đỉnh á, cây xanh đó. Chỉ thấy nó đi ra đi vô thôi chứ cũng không thấy nó đâu hết trơn. Khi nào mà nó đi ra nó lấy phấn hoa về mới thấy được. Chứ không thấy được cái số lượng nhiều như vậy ha. Để em mới quay gần cận cảnh cho cả nhà xem nè.
cái điện thoại của mớp á, cách cái tổ ong bây giờ là một chân tay em nha. Ong này nó cũng rất là hiền luôn, nó cũng chích đó nha, nhưng mà hiếm khi nó ấy lắm, chỉ sợ ong khoái thôi, ong khoái nó dữ lắm. Ra đây thì thoáng mát nè, cũng có kiến nè cả nhà. Cái kiến này nó khi mà nó có tổ nó cũng vô nó phá lắm nha. Để lát nữa mớp sẽ lấy dây, lấy dải rồi quấn vô cái cây này nè, quấn vô hai đầu cây, hấm với lại dầu hỏa, dầu nhớt các cả nha, cột lại cho kiến nó đừng có qua. Kiến nhiều quá mà, ôi rất là dễ thương luôn. Tại vì nó mới ra ngoài này á, nó đóng lại cho nên mình cũng không có dám đụng gần nó ha. Chứ lúc trước á là mất đụng vô người đó luôn á, đụng vô cái tổ được luôn. Sợ nó động là nó đi tiếp ha. Ở đây nha, đừng có đi nữa nha. Để mớp á, lấy dây cột lại rồi thấm dầu cho mấy con kiến nó đừng có qua, đừng có phá nữa. Đợt trước nữa thế là chị mới lấy tro ra rắc ở dưới gốc cây xanh á, thì kiến nó bớt à, nó bay vô quá trời luôn, nó la quá trời luôn. Cái chị mới làm cái gì á thì kiến nó đỡ, thế nó bay trở vô nữa. Thì đợt sau kiến tấn công nhiều quá nó luồn mấy trong á, thì nó mới đi luôn. Hôm qua làm chị mới nói là cái bầy ong nó đi luôn rồi, buồn quá trời buồn. Xong rồi ra ngoài ao này thấy nó vẫn còn ở đây, rất là mừng luôn. Mình có thể chạm vô được á, mà chỉ sợ làm động nó lại đi tiếp thôi. Video của mới tới đây thôi nha, chào tạm biệt cả nhà mình. Hy vọng là cái bầy ong này nhá, nó sẽ ở đây bền vững ha. Giờ mình sẽ lấy cái này là nhớ để xuống đây đây, là giải mình sẽ cột hai cái đầu lại ha. Thanh tay lên mình chế bớt vô nó thôi chứ nó chịu cũng không nổi. Đây thì mình cọp đây đi. Cây này rỗng mình kia là cây cầm vàng, nhiều nơi mình thấy gọi là cây keo, mà chỗ mình không có kia cái cây cầm này là cây keo, kia cây cầm vàng thôi. Ở đây không có nói lớn tiếng được, sợ nó động nó bay đi. Thank you.
cọp rồi mà nó vẫn động đinh 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 cái cổ. Chắc là mất để lấy cái miếng sắt trong trong tôi đụng đỉnh. Nó gắn vô mũi thân thôi. Nhưng có sử dụng là cái miếng sắt chứ không thôi. Nhớt là mặt ngao cũng mình hứng cái lá xoay này cho nó rớt xuống nó thấm vô vỏ tiếp. Kiếm nhiều lắm luôn bây giờ. Bây giờ thì chưa sao mà nó làm thời gian nó có mật qua tổ rồi là kiếm nó lên nữa.